Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách mà mình uốn được như này nhá. Uốn như này, uốn làm sao cho đẹp. Cái lô đây, đây là cái lô mình mới làm về. Đơn giản như này thôi nhá. Cái này đảm bảo là cũng ít người chia sẻ nên là hy vọng rằng anh em xem kênh mình những cái điều chia sẻ thấy bổ ích thì hãy ấn like hoặc là chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nào. Đây, sau bao nhiêu tập hàn thì bây giờ vẫn đã ra vảy rồng vảy rắn rồi anh em nhá. Đó, đơn giản thế thôi ạ. Bắt đầu nhá, bây giờ mình sẽ thử cho anh em thấy nhá. Anh em nhìn lại, nhìn mình thể hiện nhá. Thể hiện mà kém quá anh em nhỉ. Rồi, cái này là mục đích là để nó cự lại thôi. Anh em nhìn này, mình bắt đầu xoay này. Rồi, như này nhá. Anh em ạ, thấy ạ, đơn giản thế thôi. Đây là động tác quay tay anh em ạ. Quay tay mạnh liệt vào. Rồi, mình sẽ làm test một đoạn nhiêu đây thôi. Mình không làm dài nhá. Ok. Rồi, đây là sản phẩm mình đã làm xong. Mình sẽ bỏ bớt 1-2 vòng đầu đi. Ok chưa? Nhiều anh em uốn không dùng cái cự này thì nó sẽ bị như này và bị hao. Bị hao. Nhưng mà mình uốn như này thì nó xịt 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 luôn. Anh em ạ, sát luôn. Và nó có cái hay nữa là mình sẽ đánh bóng. Đi đánh bóng. Mình sẽ quay sang cho anh em để xem mình đánh bóng luôn nhá. Và hoàn thiện luôn này. Đây. Mình chỉ đánh bóng sơ thôi nhá. Đánh bóng sơ thôi anh em ạ. Chứ mình không đánh bóng nhiều lắm. Rồi, ok, thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ cắt thôi nha. Đó. Ok, thế này là được một cái khuyên rồi này. Ok cho anh em. Đó. Rồi. Mới làm xong nhá. Để chia sẻ cho anh em thôi. Đó, như thế này thôi. Dễ thôi mà. Mới làm xong chia sẻ cho anh em liền. Ngay lập tức đó. Chiu. Hay chưa anh em? Hay không? Đợi tự do khi chán chưa bao đời.
Đấy. Ok ok. Thế nha. Xin chào anh em. Thôi hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhá. Xin chào anh em.